Vâng, tôi cũng rất là vui mừng được tham gia cái buổi thảo luận về cái đường nghiệm ngày hôm nay liên quan chủ đề điều trị nội khoa trong ung thư gan và bằng từ bằng chứng khoa học đến thực hành lâm sàng. Vâng, chúng ta thấy rằng ung thư gan, đặc biệt là ung thư gan ở châu Á, là một cái thách thức rất là lớn, và ở Việt Nam thì chúng ta thấy là có khoảng hơn 25.000 ca mắc mới ung thư gan một năm, và ung thư gan là ung thư đứng đầu trong các bệnh lý ung thư. Và chúng ta thấy là điều trị thì chúng ta bắt đầu từ chẩn đoán giai đoạn rất là muộn, và những cái bệnh nhân mà chẩn đoán giai đoạn sớm thì ít, và chủ yếu những bệnh nhân tiến triển ít nhất là tiến triển tại chỗ, tại vùng, có thể là di căn xa. Điều trị thì kém hiệu quả, và chúng ta đều được có rất là nhiều y văn đã chứng minh rằng hóa trị thì rất là kém hiệu quả ung thư gan, rồi đến hóa trị toàn thân và liều thường thì cái liều nó tác động lên tế bào gan rất là thấp, kém hiệu quả. Chúng ta phải cải thiện bằng cách là có thể điều trị tăng cái phổ hấp, cái nồng độ cái hóa chất tác động trực tiếp vào ung thư gan. Ngoài ra thì các phương pháp điều trị nội khoa thì chúng ta được cải thiện bằng các điều trị trung đích. Các phương pháp điều trị nội khoa ung thư gan thì chúng ta chủ yếu tập trung vào giai đoạn muộn. Đối với giai đoạn sớm hơn cũng thể tận giai đoạn có nguy cơ cao tái phát thì chúng ta chưa có những cái chỉ định điều trị nội khoa. Nguyên tắc điều trị ung thư gan thì chúng ta cũng dựa vào rất nhiều nguyên tắc khác nhau. Nhưng mà về mặt cơ bản là điều trị ung thư, chúng ta dựa vào giai đoạn của bệnh, đặc điểm của bệnh, chúng ta dựa vào toàn trạng. Ở với gan chúng ta có chức năng gan, ngoài ra chúng ta còn phụ thuộc rất nhiều điều kiện kinh tế. Các phương pháp điều trị ung thư gan chúng ta thấy là có phẫu thuật ghép gan đối với ung tại chỗ, tại tiêm cồn, mà thấy có một số tổn thương khu trú ta có thể kỳ tiêm cồn, điều trị đốt sóng cao tần. Chúng ta có thể điều trị tay đối với những tổn thương bệnh nhân có tổn thương khu trú ở tại gan nhưng mà lan rộng, ngoài các cái chỉ định điều trị can thiệp tương đối triệt để như phẫu thuật ghép gan hoặc là RFA. Tuy nhiên khi mà tổn thương xâm lấn rộng, xâm lấn các mạch máu lớn hoặc là xâm lấn ra ngoài gan, thực sự đấy cái chỉ định thêm các chỉ định khác nữa, ví dụ như STEER hay là điều trị hóa trị toàn thân, hóa trị hóa chất động mạch gan hay điều trị toàn thân sẽ tỏ ra có vai trò quan trọng. Đây là cái guideline chẩn đoán và điều trị của ung thư gan theo Bộ Y tế. Đây là cái guideline được cập nhật của VCLC năm 2022 với pháp đồ điều trị ung thư gan. Chúng ta thấy là có một số điểm mới ở đây. Thứ nhất là đối với cái nhóm bệnh nhân mà di căn, là những bệnh nhân mà tổn thương lan tràn, thì phương pháp điều trị toàn thân đã được cập nhật thêm một số phương pháp điều trị mới, trong đó có atezolizumab, bevacizumab và durvalumab, tremelimumab là phương pháp điều trị mới. Ngoài ra thì sau khi tiến triển với sorafenib, chúng ta có các phương pháp điều trị như là cabozantinib, rocuximumab, một số phương pháp điều trị đơn thuần, điều trị khác, điều trị bước 2 khác, ví dụ như là nếu bước 1 chúng ta chưa được điều trị thì chúng ta thấy là có, nếu bệnh nhân tiến triển sau với điều trị bằng miễn dịch hoặc tiến triển điều trị lenvatinib, chúng ta sẽ điều trị bằng các cái giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Với điều trị toàn thân thì đầu tiên chúng ta quan tâm điều trị bước 1, thì chúng ta thấy là đối với giai đoạn tiến xa với cái u có thể xâm lấn mạch máu di căn hoặc ngoài gan, y cốc nhỏ hơn 2 và chức năng gan bảo toàn, thì chúng ta có các chỉ định như là điều trị atezolizumab, bevacizumab, durvalumab kết hợp với tremelimumab, hoặc chúng ta điều trị sorafenib hoặc lenvatinib là các chỉ định chính. Vậy thì các chỉ định chậm. Vâng, đây năm 2007 sorafenib đã được trở thành điều trị chuẩn bước 1, và đây là cái điều trị ung thư gan nguyên phát với cái phương pháp điều trị bằng thuốc uống, với cái thực hiện rất là đơn giản. Đúng là khi chúng ta so sánh điều trị thuốc uống với phương pháp can thiệp tại chỗ bằng can thiệp qua hóa chất động mạch gan thì thực sự là rất là khác biệt. Tuy nhiên chúng ta thấy là nghiên cứu Sharp và Asia Pacific cho thấy rằng sorafenib so sánh với placebo, tức là so sánh với giả dược, thì cái tỷ lệ đáp ứng chúng ta thấy là rất thấp, chỉ khoảng 2-3.2% thôi. Thời gian đáp ứng thì nhìn chung khoảng 5 tháng, và cái thời gian mà có đáp ứng toàn thời gian mà bệnh sống thêm toàn bộ thì khi dùng sorafenib thì nghiên cứu Asia Pacific chỉ khoảng 6,5 tháng, nghiên cứu Sharp là 10,7 tháng. Nhìn chung là chúng ta thấy là rất khiêm tốn. Tuy vậy thì thực sự HCC khi mà chúng ta có cái thuốc sorafenib cũng đã là một cuộc cách mạng trong điều trị khoa học, trong cái điều trị nội khoa ung thư gan. Sau khi sorafenib ra đời chúng ta còn rất nhiều các cái thuốc mới nữa. Điểm qua lịch sử khoảng từ năm 2007 đến 2021, khởi đầu chúng ta có sorafenib,
chúng ta có rất nhiều các cái kỳ vọng khác như là sunitinib, erlotinib, rivatinib hay là nintedanib. Thì các cái nghiên cứu đặt ra khi chúng ta so sánh hơn đối với sorafenib thì đều thất bại. Và do đó cả bốn thuốc này đều không trở thành một cái thuốc điều trị mới trong điều trị sorafenib, trong điều trị ung thư gan giai đoạn muộn. Phải chờ mãi đến năm 2017 và cuối cùng thì năm 2019 chúng ta mới có kết quả đầu tiên của nghiên cứu Reflex là nenvatinib. Thì nenvatinib sau thất bại của rất nhiều các cái thế hệ đi trước thì nenvatinib thiết kế một cái mẫu cái nghiên cứu là so sánh không kém, tức là nó chỉ ngang với sorafenib thôi. Thì kết quả cho thấy rằng là nenvatinib và sorafenib có hiệu quả tương đương nhau. Tại thời điểm năm 2019 thì khi điều trị cả hai cái thuốc, một trong hai thuốc này, thì tỷ lệ sống thêm toàn bộ của bệnh nhân là một cái là 13,6 tháng, còn lại sorafenib là 12,3 tháng và cái HR là 0,92. Nó hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu không hơn. Do đó thì nenvatinib được xếp ngang với sorafenib có thể lựa chọn một trong hai thuốc này trong điều trị bước 1. Sau đó thì năm 2022 chúng ta bắt đầu có những cái động lực lớn hơn khi điều trị ung thư gan, đấy chính là atezolizumab kết hợp với bevacizumab trong nghiên cứu IMbray 150. Chúng ta đấy đây là một thiết kế đầu tiên so sánh hơn. Đối với cái bộ đôi này thì so sánh trực tiếp sorafenib thì thấy thời gian sống thêm đã được cải thiện và cái con số là 19,2 tháng so với 13,2 tháng là một con số rất là ngoạn mục. Và chúng ta thấy là thực sự khi chúng ta so sánh phương pháp điều trị này với nếu chúng ta với điều trị HIC thì sự là một cái chúng ta có thể so sánh được, nó có cái kết quả rất là ý nghĩa thống kê. Himalaya là một cái kết quả mới hơn khi mà so sánh durvalumab, một cái phác đồ tên là CHIP, so sánh sorafenib thì cái sự cải thiện cũng rất là rõ ràng với HR bằng 0,78 và thời gian sống thêm bệnh không toàn bộ của bệnh nhân là đạt 16,4 tháng. Bên cạnh đó chúng ta thấy ở hàng trên chúng ta thấy bước 2 chúng ta có regorafenib, có cabozantinib, có nivolumab, racosimumab và pembrolizumab trong cái approval mới của FDA. Chúng ta thấy là đấy, điểm qua các cái sự phát triển của điều trị ung thư gan thì chúng ta thấy rằng thực sự là có nhiều các phương pháp điều trị mới. Và đây là cái kết quả của nenvatinib bắt đầu được nghiên cứu từ 2018. Thì năm 2019 chúng ta có kết quả khi so sánh nenvatinib với sorafenib thì chúng ta thấy là sự khác biệt nó không có nhiều và nó hoàn toàn không có sự khác biệt ở những dân số chung và cho thấy nenvatinib là ngang bằng với sorafenib. Tuy nhiên, một số phân tích dưới nhóm ở bệnh nhân ở đâu châu Á, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông thì thấy nenvatinib có xu hướng cao hơn với cái thời gian sống thêm, trung bình sống thêm toàn bộ là 15 tháng. Thứ hai, bộ đôi thứ hai kết hợp bộ đôi kết hợp atezolizumab với một thuốc ức chế tăng sinh mạch là bevacizumab, chúng ta thấy thiết kế nghiên cứu tỷ lệ 2:1 so sánh atezolizumab kết hợp beva so với sorafenib, chúng ta thấy đánh giá thì cho thấy rằng là cái đường cong thời gian sống thêm của hai cái nhánh thực sự là khác nhau và cho thấy là cái nhánh có điều trị atezolizumab và bevacizumab thì tách ra so với nhánh điều trị sorafenib ngay từ đầu. Và càng về sau thì cái xu hướng nó càng khác biệt. Tại thời điểm 18 tháng thì chúng ta thấy vẫn còn đến 52% bệnh nhân sử dụng cái nhóm điều trị atezolizumab kết hợp bevacizumab vẫn còn hiệu quả. Cho thấy đây thực sự là một cái phác đồ chúng ta xứng đáng để lựa chọn bước 1. Tiếp theo là điều trị bước 2. Chúng ta thấy rằng là điều trị bước 2 thì chúng ta có cái sau khi tiến triển với sorafenib thì phương pháp điều trị sẽ rõ ràng hơn với regorafenib. Còn nếu sau điều trị bước 2 và sau khi bệnh nhân sau khi điều trị nenvatinib thì thực sự là chúng ta cũng sẽ còn nhiều các cái thảo luận và cũng như phụ thuộc vào trên cái bệnh cảnh lâm sàng chúng ta lựa chọn. Nghiên cứu RESORT là nghiên cứu so sánh regorafenib với điều trị bước 2 khi điều trị sorafenib điều trị sau khi bệnh nhân thất bại sorafenib thì regorafenib cộng với giả dược chúng ta thấy là regorafenib thì tốt hơn. Qua đó thì regorafenib được trở thành cái thuốc điều trị bước 2. Nghiên cứu Keynote 394 chúng ta thấy là đây là một cái nghiên cứu mà cho thấy rằng là cái thời gian sống thêm của bệnh nhân sử dụng pembrolizumab sau khi mà điều trị bước 1 thất bại thì, với sorafenib thì chúng ta thấy rằng là tại cái thời điểm 24 tháng thì còn khoảng 34% bệnh nhân điều trị bằng pembrolizumab vẫn còn sống. Và cái sự khác biệt của hai nhánh là P bằng 0,018. Và khi mà đặt ra mục tiêu ban đầu với cái trước khi nghiên cứu ấy, thì P có ý nghĩa thống kê khi mà cái kiểm định F0 của bệnh nhân H0 được xác minh là P bằng 0,193. Như vậy là cái nghiên cứu này đã chứng minh được là pembrolizumab thì tốt hơn placebo trong điều trị bước 2.
và cái thời gian sống thêm của bệnh nhân đạt 14,6 tháng. Và cái phác sau đó thì cái phác đồ đối với cái bệnh nhân mà điều trị ung thư gan ấy, chúng ta thấy là VCOC tập trung vào cái nhóm bệnh nhân di căn thì như vậy rồi. Nhưng mà cái nhóm còn lại những bệnh nhân giai đoạn sớm thì chúng ta liệu có cái điều trị gì khác không? Thì thực sự là chúng ta hiện tại thì có rất nhiều câu hỏi. Với những bệnh nhân giai đoạn sau mổ được nhưng mà có nguy cơ cao tiến triển di căn, chúng ta có thể có cách nào để giải quyết hay không? Hay những bệnh nhân mà có thể sau khi điều trị tây hoặc kết hợp với stay, những bệnh nhân mà chúng ta liệu có thể tiếp tục cải thiện cái tỷ lệ đáp ứng cũng như là thời gian sống thêm sau khi bệnh nhân dùng tây được không? Thì chúng ta thấy rằng là cái điều trị bổ trợ cái bắt đầu đóng vai trò quan trọng. Nghiên cứu EMERALD-2 chúng ta thấy là ở cái nghiên cứu EMERALD-2 chúng ta so sánh ba nhánh là nhánh durvalumab, bevacizumab kết hợp với điều trị sau khi mổ, nhánh thứ hai là durvalumab placebo sau mổ, và nhánh thứ ba là còn lại theo dõi đơn thuần. Thì cả ba cái nhánh này chúng ta sẽ quan tâm đến đánh giá về cái thời gian sống thêm bệnh không bệnh cũng như thời gian sống thêm toàn bộ của bệnh nhân. Và đây là cái nghiên cứu ở trong khuôn khổ thử nghiệm sàng. Vậy thì nếu như bệnh nhân chúng ta thấy đánh giá có nguy cơ cao, chúng ta chưa có cách gì khác trong thực hành lâm sàng, chúng ta chưa thể áp dụng thường quy được, nhưng bệnh nhân có thể tham gia các cái thử nghiệm lâm sàng, chúng ta có thể điều trị bệnh nhân. Thứ hai là một cái nghiên cứu mới nữa là nghiên cứu EMERALD-1. EMERALD-1 là một nghiên cứu chúng ta thấy là đối với những bệnh nhân mà có chỉ định tây, những bệnh nhân mà không thể mổ được, vẫn là giai đoạn khu trú nhưng đã vượt qua cái chỉ định phẫu thuật, thì tây cũng đem lại cái lợi ích cho bệnh nhân. Nhưng mà tuy nhiên thì tây cũng vẫn còn rất là nhiều vấn đề và cái kỳ vọng cải thiện sống thêm của bệnh nhân, cải thiện tỷ lệ đáp ứng được thể hiện qua nghiên cứu EMERALD khi kết hợp tây với durvalumab, hoặc sau đó thì có thể duy trì tiếp tây. Tây cũng có thể kết hợp với durvalumab, sau đó thì duy trì bằng durvalumab cộng với bevacizumab. Như vậy là ba nhánh được điều trị, và chúng ta cũng kỳ vọng rằng là cái phương pháp điều trị kết hợp giữa hóa trị kết hợp với điều trị trúng đích thế hệ mới, các phương thuốc ức chế tăng sinh mạch, các thuốc điều trị miễn dịch so với kết hợp với các phương pháp điều trị tại chỗ có thể cải thiện thời gian sống thêm của bệnh nhân hay không. Thì qua đó thì chúng ta thấy rằng thực sự là đối với điều trị ung thư gan là một cái câu hỏi rất là lớn, rất nhiều vấn đề chúng ta còn chưa làm được, và qua đó thì thực hành lâm sàng cũng mang rất nhiều gánh nặng. Chúng ta đã bắt đầu có những cái phương pháp điều trị mới trong ung thư gan đối với giai đoạn di căn. Tuy nhiên thì đối với giai đoạn sớm chúng ta cũng tiếp tục nghiên cứu các phương pháp để có thể tiếp tục cải thiện cái thời gian sống thêm của toàn bộ của bệnh nhân. Và qua đó thì chúng ta thấy rằng là thực sự là chúng ta sẽ còn có rất nhiều các cái điều chúng ta cần phải thảo luận, rất nhiều việc chúng ta cần phải nghiên cứu để chúng ta có thể tiếp tục trả lời những câu hỏi, nhiều khi kể cả những câu hỏi hóc búa như các bạn có hỏi ở trên về vấn đề chỉ định điều trị HIC. Vâng, xin được kết thúc bài trình bày của mình ở đây và xin lắng nghe các ý kiến đóng góp của quý đồng nghiệp và các câu hỏi của quý đồng nghiệp. Vâng, xin trân trọng cảm ơn.